Xin chào cả nhà, em tiếp tục xin phép được lên sóng cho các bác một em lồi áp suất hàng lồi nhôm các bác nhé, dung tích 6 lít, hàng chuẩn Nhật Nhân luôn. Và em 6 lít này thì nó được thiết kế với hai quai này và một đúng vặn trên, rất là tiện lợi luôn. Hàng này thì nó là đồ đồng cối đá, dòng lồi giống như dòng lồi Liên Xô cũ ngày xưa các bác. Dùng những em này thì rất là bền luôn, bền vĩnh viễn luôn. Nếu mà nói thì cũng dùng ba đời không hỏng các bác nhé. Dùng những cái van này này, sử dụng rất là dễ, bền. Cái này thì nó là dòng lồi nhôm, phù hợp cho việc đi ra các bác nhé. Đây là thịt bên trong. Men nhôm này thì dùng rất là ok luôn. Men nhôm của Nhật. Đây này, hàng Jiken này, dung tích 6 lít. Điểm gì luôn, thiết kế bằng hai quai cực kỳ chắc chắn luôn, ốc vặn chặt luôn. Các bác nhìn cái lớp nhôm của nó này, sử dụng rất là lâu năm, những cái dòng nồi nó rất là lâu năm, được thiết kế rất là lâu rồi các bác nhá, mà cái lớp nhôm của nó còn rất là đẹp luôn, cho nên các bác yên tâm sử dụng. Dòng này rất là dễ dàng cho người sử dụng như người dùng luôn. Con này với giá là 1.000.000 bao ship các bác, dung tích 6 lít. Bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác ở các video sau.